Nhiều tiền có phải là một siêu năng lực hay không? Hay đó là kỹ năng bẩm sinh rồi? Cùng xem về siêu anh hùng giàu và nghèo nha. Con gái rất tuyệt vời. Kể cả khi họ là siêu anh hùng và giải cứu thế giới hoặc hủy diệt nó. Wow. Cũng thấy đẹp quá đi. Mình muốn có nó. Và bộ này nữa. Nó đẹp hơn. Mình muốn có hết. Nói chuyện với Harley Quinn thì cứ như là hên xui vậy. Nhưng may là hôm nay tâm trạng bạn ấy khá tốt. Mình rất thích mua sắm. Đến quầy tính tiền thôi nào. Bạn ấy làm gì thế kia? Chết. Bình tĩnh đi, đây là gậy tính tiền của mình mà. Chỉ trong 2 giây là đã tính tiền xong rồi. Không phải siêu anh hùng nào sinh ra cũng giàu có. Ví dụ như là Trinom còn chẳng có tiền ăn trưa nữa. Nhưng bạn ấy quyết không bỏ cuộc. Slam làm từ dịch vậy là có thật đó nha. Nhất là khi đó là đồ hữu cơ đấy. Bạn không cần tài giỏi thì cũng biết là hàng nếu đóng gói đẹp thì sẽ bán được hơn mà. Nhưng với Trinom thì đóng gói đẹp cũng chẳng giúp ích được gì. Bạn có muốn mua không? Chỉ một đô thôi. Nhưng dáng vẻ dữ dằn của người bán hàng và không khí ma mị trong cửa hàng đã dọa khách hàng đi mất. Nếu mình thêm hạt kim sa thì sao? Bạn muốn mua slam không? Nó tối tăm nhưng cũng đẹp lắm, như tâm hồn mình vậy. Chiến lược có hiệu quả rồi. Yeah! Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Buổi sáng này thì không được tốt lắm. Mình phải gọi công ty nội thất thôi. Đến nhanh đi. Mình có vấn đề với một cái ghế ở đây. Và bạn nhân viên đến rồi kìa. Sao bạn lại ồn ào vậy? Bộ thế giới đang gặp nguy hả? Wow, ai mà ngờ chính cậu bé sắm đã đến giúp chứ. Đây, bạn sửa chiếc ghế này được không? Được, nó hết hạn bảo hành rồi. Nên bạn trả tiền trước đi. Mình chưa muốn trả tiền liền. Nhưng cãi nhau với bạn ấy còn tệ hơn nữa. Ai lại nghĩ ra cái thiết kế ngu ngốc như thế này? Không uống cà phê thì mình không tìm cách được. Mặc dù cà phê không giúp được gì nhiều. Cậu bé sắm may mò một chút và mọi thứ đã ổn. Của bạn đây. Chúc một ngày tốt lành. Chắc hẳn đây là nhân viên sửa chữa kỳ lạ nhất. Chắc chẳng ai sẽ tin mình đâu. Nhưng anh chàng anh hùng này lại không chuyên nghiệp lắm. Đúng là đồ tồi tệ. Sao mà bạn ấy có việc làm được hay vậy? Thứ duy nhất mà cô gái mèo thích hơn chuột và đi phiêu lưu chính là sữa. Không có gì tốt hơn là một ly sữa cho bữa sáng. Trong chai không còn một giọt nào. Bạn ấy không có đủ tiền mua sữa tươi. Nhưng đó không phải là lý do để bực dọc. Bạn ấy có thể dùng sữa bột pha sẵn mà. Đổ chút bột vào trong ly. Đổ nước sôi vào và khuấy đều lên. Mùi thơm đấy. Vị cũng ngon nữa. Sữa nào thì cũng là sữa mà. Hoàn hảo. Cuộc sống của nhân viên văn phòng lúc nào cũng theo lịch. Ngày nào cũng y hệt như vậy. Nhưng khi trong văn phòng có két sắt thì không ai được động đậy. Đưa mã số két sắt ngay. Bị cướp không phải là cách hay để làm tươi mới công việc đâu. Thật sự là mình không nhớ mã số mà. Nhưng những tên trộm thì rất nghiêm túc. Đưa tiền đây, không thì coi chừng hối hận đó. Cái gì thế? Cô gái siêu nhân đến giúp rồi. Không được la mắng bạn ấy như vậy. Có vẻ như những tên trộm không hiểu rồi. Chẳng phải mấy bạn đến vì tiền à? Thì đây nè. Cầm tiền rồi đi đi. Nhiều đây chắc đủ rồi ha. Thưởng thêm cho chút nè. Siêu anh hùng giàu thì sẽ chiến đấu với tội phạm theo cách khác. Ít ra thì ai cũng sống sót trở về. Ngày xưa, ngày xưa, ở một thiên hà xa xôi nọ, Darth Vader đã từng rất vĩ đại, đầy quyền năng và đáng sợ. Không như bây giờ, bạn ấy đã thay đổi nhiều rồi.
rơi gì đây? Chiến tranh giữa các vì sao à? À, nhớ thời xa xưa ghê. Kỷ niệm ùa về là muốn khóc luôn rồi nè. Nhưng thời đó đã qua rồi, phải đi làm để có tiền ăn chứ. Cố lên, thành kiếm ánh sáng thân thương của ta còn nửa cái sân nửa lận đấy. Tình yêu thì không ngại hiểm nguy, nên kẻ bay trò với Harley Quinn mới hợp nhau đấy. Họ không cãi nhau gì cả. Wow, nhìn nè, mấy giấc thưởng. Cơ hội của ta đấy. Tự tin ghê chưa kìa. Nè, lấy hết tiền của em đi. Cho em xem anh có thể làm gì nào. Nhưng xài tiền thì dễ hơn là thắng quà đấy. Lần này anh chắc chắn sẽ thắng. Nhưng lần sau cũng thua thảm bại thôi. Harley thấy thất vọng rồi. Anh đã hứa rồi mà. Sao mà em tin tưởng anh được nữa đây? Như vậy không hay lắm. Nhưng em yêu à, anh sẽ kiếm lại cho. Anh hứa mà. Siêu anh hùng cũng khóc đấy. Ồ, nếu mình là triệu phú thì mình sẽ ra tay hành hiệp được rồi. Nhưng mơ mộng vậy là đủ rồi, cậu bé dơi à, đi làm thôi. Lái taxi là cách hay để kết hợp kiếm tiền và thỏa lòng đam mê. Tài xế taxi luôn biết mọi chuyện xung quanh. Ồ, là cậu bé dơi à. Nhưng đôi khi khách hàng thô lỗ cũng có thể trở nên phiền phức đấy. Ừ, bạn có thể nhỏ tiếng một chút được không? Đến nơi rồi, chúc một ngày tốt lành. Như đã đoán trước, khách hàng này chẳng boa thêm gì cả. Ờ, mong là chuyến xe tiếp theo sẽ tốt hơn. Mua sắm là cách rất hay để thư giãn, nhất là khi siêu thị có đầy đủ các món đồ thú vị. Cô gái mèo cũng rất thích đi mua sắm. Tiếc là bạn ấy không có đủ tiền trả cho mọi thứ bạn ấy muốn. Mình muốn mua mọi thứ, nhưng mình chỉ đủ tiền mua đồ giảm giá thôi. Ồ, thức ăn cho mèo à. Món này nổi tiếng nè. Ồ không, bước qua mong muốn của mình đã. Của mình mà, trả lại đây. Đối thủ này không hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Nhưng cãi nhau với một chú mèo đói thì không phải ý hay đâu nha. Mong là bạn ấy không mắc bệnh dại. Và đưa chúng luôn đây. Vậy là chú mèo này có bữa tối no nê rồi. Hấp dẫn thì cũng hay đấy, nhưng giàu có thì vẫn tốt hơn nhiều. Đôi chân là chìa khóa thành công của người chạy nhanh. Và hôm nay là lúc thích hợp để nâng niu chúng nè. Nữ tia chớp đã không mua giày mới cũng lâu rồi. Đôi giày này hoàn hảo luôn, không thể đợi được nữa. Ơ, chúng kìa. Khỏi thối nha, hẹn gặp lại sau. Wow. Wow, mua hàng thành công rồi. Thử mang nó vào thôi. Mang giày này mà đi cứu thế giới à? Còn lâu. Đôi giày này là để mình chạy bộ trên máy chạy mà. Cuộc đời của cậu bé nhện rất khó khăn. Thật đó hả? Lại lúng nó rồi. Bộ đồ anh hùng này đã cũ quá. Bạn ấy cần mua một bộ đồ mới đi thôi. Nhưng bạn ấy lại không có đủ tiền mua đồ mới. Bạn ấy cần một giải pháp để tự làm. Bạn ấy có thể may chỗ lủng bằng tơ nhện nè. Chất lượng của sợi chỉ này thật tuyệt. Còn là hàng tự làm nữa chứ. Nó có thể chịu được sức nặng của cậu bé nhện, nên chắc sẽ được mà. Mình cần phải xin tăng lương. Bạn có thích câu chuyện về các siêu anh hùng giàu và nghèo hay không? Bạn muốn thấy siêu anh hùng thế nào trong video tiếp theo? Hãy bình luận nha! Và đừng quên nhấn nút thích, đăng ký kênh của tụi mình và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video về siêu anh hùng trên kênh Trum Trum Select nha!